chú đang ở đây, đây. À, đây mấy ông nội chú đấy hả? Dạ. Cái nhận nguyện mới làm gần xong rồi. Về đây nhà xứ rồi có lớp học rồi khác đây chứ. Dạ, mấy em nội chú. Học giỏi không? 18 tuổi. 18 tuổi hả? Lớp 12 là năm nay thi tú tài đó hả? Ừ. Em học cho giỏi nhá. Học cho giỏi rồi vào đại học luôn nhá. Ba chục em đây ha. Các em ở các làng xa tới đây hả sếp? Dạ. Rồi ăn ngủ đây luôn, vừa ăn vừa ngủ đây luôn, ở cả ngày cả đêm đây. Dạ, ở xuống mình đi học, tại vì đi học đi xa học. Rồi các em đi học xa không sếp? À, trước kia thì các em phải về Kon Tum hoặc là đi lên huyện Đắk Lắk, huyện Ngọc Hồi. Bây giờ thì có cái trường ở Đắk Lục gần đây hơn. Cho nên khoảng 6 cây số rồi về đây đi học á. Vì cái vấn đề các em người ta buộc phải học phụ huynh á, là đi sao đó thì nó vất vả, không có điều kiện. Đó rồi các em ở gần đây thì có hai cha xứ ở đây, có điều kiện mai mốt nó sẽ thêm thì mới thêm được các em, nó tấn tới nó học cấp 3. Còn bây giờ không có, nó xa quá rồi nó bỏ. Có hai cha tiếp sức thì các em nó có điều kiện nó đi học. Vậy các em đi học bằng phương tiện gì á? Dạ, đi chân là chủ yếu. Các em kia bằng đi chân đó là Đi chân là đi bộ đó hả? Chủ yếu. Vậy các em đi bộ mà 6 cây số thì đi hết bao nhiêu thì giờ? Chắc phải mất hơn 1 tiếng, 2 tiếng. Đi xa thì nó học 4 trường khác nhau. Đi xa thì nó đi xe đạp mà không hư lắm. Vì con trai đi thì phải đứng lên cái yên rồi đạp và thả dốc. Mà cái cổ xe chứ chưa cái cổ mấy đứa nhỏ. Nguy hiểm quá. Bây giờ cái xe thì nó không có thể bảo quản được cho tới năm học đó. Nó bị loạn vì đường dốc với con co quá, với nó đi. Trưa đưa cái này là một ngày đi 4 lần, sáng đi trưa về ăn cơm rồi ăn xong một tí xíu đi nữa chiều về, cho nên là cái phương tiện xe đạp nó cũng là sao á. Như vậy nếu có một cái xe hơi mà chở các em đi học đi về thì chắc có thể là tiện lợi hết chứ? Dạ, cái đó là cha đã cứ cao và con cũng cứ cao và không dám mơ. Dạ. Dạ, chưa dám mơ. Dạ, chắc phải cầu nguyện nhiều hết chứ? Dạ. Nếu có cái xe rồi tài xế phụ thì bỏ đưa nó đi học. Nhưng mà nó sẽ dùng được hai việc, thứ nhất là các em đi học, thứ hai là ở các cái làng thật xa đó. Rồi các em thương nhi đi lễ đó, thì mình sẽ đón đưa nó đi lễ được. Còn không đi bộ về đối xa, không nhà bà cả, thì dùng được hai việc. Thôi mình cứ tin tưởng thôi, rồi có thể có những cái nhu cầu rồi mình cứ xin các ân nhân, nếu đâu có người họ sẽ cho. Dạ, cái đó thì rất là mơ ước, mà chưa có. Đi xe đạp thì đi không nổi, mà nó mất sức nhiều quá. Đi một ngày 4 lần thì là mất sức. Đúng rồi. Con trai thì còn đỡ, chứ con gái nào về nó quả chứ. Dạ, đúng rồi. Chút xíu có giờ sẽ thăm bên nữ nữa nha. Các em nó về ăn cơm một tí nó không phải đi đấy. Dạ. Nó học sáng, học chiều, học phụ đạo, nó đi suốt. Đi 7 thì được may ra được. Vậy các em nữ thì khi nào có thể thăm được, có các em ở nhà bên đó? Dạ, cũng về học như các em đây. Một phần một số về nhà ăn, một số thì Rồi. Vậy cảm ơn sư nhiều nha. Cảm ơn sư, chút xíu còn nói thêm này. Cái nhà tắm với sinh hoạt thì chỉ có một cái nhà tắm, một nhà vệ sinh, mà cho 30 em thì quá hẹp hòi, hơi thiếu thốn à. Một nhà tắm và một nhà vệ sinh thôi, quá thiếu thốn. Đây là phòng học của các em, đây là nhà bếp, phòng rất là
Em học lớp mấy? Lớp 8 hả? À, ok. Em mấy tuổi rồi? 14 tuổi hả? À, có chăm học không? Học giỏi không? Học đứng thứ mấy? Có hả? Không biết hả? Em ở đây được mấy năm rồi? 2 năm rồi hả? Ở đây có thích không? À, đi học có xa không? Em đi bằng gì? Đi bộ hay là đi xe đạp hay đi bằng gì? Đi xe đạp hả? À, đi xe đạp hết bao nhiêu thời gian? 15-20 phút hả? À, ok. Em tên gì vậy? Con tên là A Thế. A Thế. Rồi cảm ơn em nha. Chăm chỉ học hành nha. Mình học cho nó giỏi nha. Rồi cảm ơn em. Để cấp cứu người ta, ví dụ như phải tai nạn hoặc là xanh hoặc là liệt thì cái xe cấp cứu. Còn cái chỗ nhà may là để khi nào chuyên gia về đó, hay là người ta về đi nhẹ thì nó cũng vậy. Vương ba. Dạ có thế, có hết rồi. Em tên gì vậy? Con tên Quan. Quan hả? Quan. Gia đình em ở đây xa không? Dạ. Gần đây hả? Em qua đây ở đây này bao lâu rồi? Ở lâu chưa? Lâu rồi hả? Đây là phòng học của các em. Hồi bà trai gái ở đây chung hết nó mới qua. Bây giờ qua thì đây là nhà bếp. Cấp lò con nấu rồi nó đó. Còn nồi cơm điện thì phải mua mà nó cũng nhanh hư lắm. Rồi nó đi nồi cơm điện chỉ có nấu đồ ăn, nấu nướng không á mà cũng phải lo. Cái này thì cái này con cũng xin cha mẹ đóng góp. Đóng góp cho người ta bó này nè. Rồi đằng sau này thì nhà vệ sinh. Bên này thì rộng rãi hơn là tại vì cái này làm chung cho cả trai gái đó. Cho nên con làm nhiều còn các em biết qua bên kia chặt đó. Đó là tắm.